Minh Đường Tử Vi xin kính chào các quý cô tuổi Giáp Tý. Chúc các quý cô tuổi Giáp Tý xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2022, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong tháng 3 năm 2022 âm lịch, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các quý cô thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi giáp tý 1984, nữ mạng, tháng 3 âm lịch. Quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984, hay còn gọi là ốc thượng chi thử, chuột trên nóc nhà, ngũ hành nạp âm thuộc kim. Tuổi giáp tý, quý cô là người học rất giỏi, kiến thức rất nhiều, nhưng lại không hoàn toàn thành công bằng con đường học vấn, thuộc thiếu thời họ hay gặp tai ương cha mẹ phải nuôi dưỡng nhiều mệnh tiềm ẩn quý cô thường là người rất thông minh lanh lợi cuộc sống từ trung niên trở đi thì nhiều thành công ngoài mong đợi đại diện cho giáp tý là hình tượng của chuột trên nóc nhà tức là tuổi giáp tý ẩn chứa số mệnh dễ dàng có được sự no đủ giàu sang nếu xa quê thì cuộc sống làm ăn càng phát đạt trong chương trình ngày hôm nay minh đường tử vi sẽ chia sẻ với quý cô về vận hạn hung cát cũng như mọi khó khăn thuận lợi của nữ mệnh tuổi giáp tý trong tháng 3 âm lịch năm nhâm dần Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, quý cô tuổi giáp tý sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý cô cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi giáp tý nữ mạng trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Quý cô tuổi giáp tý 1984, mệnh hải trung kim, theo quan niệm truyền thống, quý cô được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình dễ nóng nảy, thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận, nhiều tài năng và đức hạnh. Quan điểm hiện đại ngày nay, cho rằng quý cô luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Quý cô là người có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực, sôi nổi. Cái tôi của quý cô cũng khá lớn, là người có chính kiến, có lòng tiến thủ, có tinh thần cách tân, cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói, quý cô rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội, khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ, lạc quan, hoàn toàn không nhìn thấy, tính nóng nảy, hay đố kỵ của họ. Quý cô tuổi giáp tý tí có tính sở hữu cao. Chỉ cần là thứ quý cô muốn thì dù phải trả giá thế nào, cũng nhất định phải có bằng được. Tính cách cố chấp, với những điều bản thân cho là đúng thì sẽ kiên trì đến cùng, quyết không dao động bởi ý kiến của người khác. Đại diện cho quý cô tuổi giáp tý là hình tượng của chuột trên nóc nhà tức là bản mệnh của quý cô ẩn chứa số mệnh có cuộc sống dễ dàng no đủ, giàu sang. Tuy nhiên cuộc sống nhiều khi phải trốn chui lủi của chuột nhà cũng ứng vào bản mệnh. Trừ một số ít quý cô tuổi giáp tý không bị ảnh hưởng. Còn đa phần các quý cô tuổi giáp tý sẽ hay dây vào những chuyện danh bất chính, ngôn bất thuận. Cả trong cuộc sống và gia đình, lẫn cuộc sống cá nhân của bản thân sau này. Trong tháng 3 âm lịch này, đối với quý cô tuổi giáp tý nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình nên có những cách ứng xử xử sự hợp lý để giải quyết được nhiều mâu thuẫn hóa giải được những xung đột để không làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình tháng này vận trình của quý cô tuổi giáp tý có phần được tốt trên mọi khía cạnh công việc của bản mệnh đang có dấu hiệu phát triển theo chiều hướng tích cực theo đó quý cô đang có được dấu hiệu tăng tài tiến lộc quý cô cần vững vàng hơn trên con đường mình đã lựa chọn biết nắm bắt thời cơ chăm chỉ át sẽ thu được nhiều kết quả đáng mừng Đặc biệt thầy ra cát khuyên các quý cô tuổi Giáp Tý, hãy luôn mang bên mình vòng tay Tam hợp Quý nhân, thân Tý Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, mang lại may mắn, bình an, giúp tăng tài, tiến lộc cho quý cô. Hai, vận trình tháng 3 năm 2022 âm lịch của quý cô tuổi Giáp Tý qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận, trong tháng 3 năm 2022 âm lịch Bước sang tháng 3 năm 2022, công việc của quý cô tuổi giáp tý bắt đầu có sự khởi sắc dưới sự trợ giúp của tam hợp phù trợ về bản chất tháng 3 âm lịch vốn là một thời điểm rất thích hợp để bản mệnh xây dựng những mối quan hệ xã giao. Với đầu óc thông minh, sáng tạo và khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, quý cô dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bản tính ích kỷ, lúc nóng nảy, lúc lại lạnh lùng, thường đặt lợi ích của mình lên trên hết lại là bức tường ngăn bạn đến với thành công trong tháng này có nguyệt lệnh lâm tử cũng khiến bản mệnh thường xuyên do dự thiếu quyết đoán không chắc chắn với những cơ hội đặt ra trước mắt mình quý cô tuổi giáp tý phải tốn khá nhiều thời gian để so đo thiệt hơn vì vậy mà những điều tốt đẹp trôi vượt qua trong phút chốc những suy nghĩ tiêu cực bi quan cũng ngăn cản bạn thử thách bản thân bên cạnh đó trong tháng có sao ngũ quỷ là hung tinh quấy phá cũng cảnh báo cho quý cô cần chú ý tới những kẻ có ý đồ tiếp cận mình bởi rất có thể đó là tiểu nhân muốn lợi dụng bạn để thăng tiến trong bất cứ công việc gì, quý cô tuổi giáp tý cũng cần phải cẩn thận, suy tính kỹ lưỡng, không nên vội tin theo những lời xúi dục hoặc nịnh bợ ở bên ngoài để đưa ra những quyết định sai lầm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2022, thầy ra các khuyên các quý cô tuổi giáp tý hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tý thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra các trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc trong tháng 3 năm 2022 âm lịch đối với quý cô tuổi giáp tý. Bước sang tháng 3 âm lịch này, vận trình tài lộc của quý cô tuổi giáp tý không có nhiều biến động trong khoảng thời gian này, về tổng thể thì vẫn là khá tốt. Bạn duy trì được những thành tích mà mình đã đạt được từ trước đến nay tháng này những người làm đầu tư kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc đối tác bạn có thể dần suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô buôn bán sản xuất để dần dần thu được những khoản lời lãi lớn hơn bây giờ đối với những người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản thưởng vì những nỗ lực trong thời gian qua đây là yếu tố khích lệ bạn tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới bởi chẳng có sự cố gắng nào là vô ích cả mọi người đều ghi nhận công lao của bạn tuy nhiên thiên quan chiếu mệnh cũng cho thấy quý cô cần phải chú ý cách cư xử với mọi người đặc biệt là với người có vị thế cao hơn mình đồng thời có thái độ bình tĩnh hơn khi xử lý rắc rối nếu không bạn rất dễ phải tốn kém để đền bù cho những tổn thất hoặc lỗi lầm mà mình gây ra bên cạnh đó quý cô cũng nên kiềm chế bản tính hiếu thắng của mình không nên so đo tính toán quá nhiều với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định cần hạ thấp cái tôi cá nhân của mình xuống để nghe lời khuyên chân thành của bạn bè người thân hoặc đồng nghiệp Quý cô tuổi giáp tý cũng nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cụ thể, không nên chi tiêu bừa bãi, gây tổn thất hoặc tốn kém một cách không cần thiết. Hãy để dành tiền tiết kiệm cho những mục tiêu xa xôi và xứng đáng hơn. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo trong tháng 3 năm 2022 âm lịch đối với quý cô tuổi giáp tý. Tháng 3 âm lịch này quý cô tuổi giáp tý cho thấy, đây là tháng vượng đào hoa đối với quý cô. Bách Việt chủ đào hoa mang lại cho quý cô nhiều cơ hội để tiếp xúc với bạn bè khác giới. Bạn hãy tự tin thể hiện bản thân, chắc chắn sẽ thu hút được ánh nhìn của những người đối diện. Nếu đang có người trong lòng để ý tới thì đây cũng là thời điểm để quý cô thành thật hơn với cảm xúc của bản thân. Quý cô không nên tiếp tục lần nữa chờ đợi thời cơ thích hợp nữa mà nên bày tỏ thẳng thắn với người ấy, rất có thể người ấy cũng đang dành cho bạn một tình cảm tương tự. Những người đã lập gia đình cũng được trải qua một khoảng thời gian khá yên bình. Vợ chồng thấu hiểu và đồng lòng khiến mọi công việc trong nhà đều được giải quyết dễ dàng hơn nhiều bạn và người ấy có thể tranh thủ những thời điểm thích hợp để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải chú ý giữ khoảng cách với những người tiếp cận mình quá nhiệt tình. Đó có thể là đào hoa xấu, chủ động tiếp cận bạn để đạt được một mục đích nào đó. Đừng để những phút yếu lòng khiến hạnh phúc gia đình bị lung lay. Thứ tư, về mặt sức khỏe trong tháng 3 năm 2022 âm lịch đối với quý cô tuổi giáp tý. Tình hình sức khỏe của quý cô tuổi giáp tý trong tháng này không có nhiều biến động lớn bạn cần chú ý vận động rèn luyện đều đặn không nên lao động quá sức dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đau nhức xương khớp quý cô tuổi giáp tý cũng không nên coi thường sức khỏe của mình bạn cần xây dựng chế độ ăn uống rèn luyện hợp lý đồng thời có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí quý cô tuổi giáp tý cũng cần phải biết phong thủy nhà ở cũng có những tác động nhất định lên sức khỏe của chính bản thân bạn và các thành viên trong gia đình nếu trong nhà bạn có những yếu tố phong thủy chưa hợp lý, hãy thay đổi ngay trước khi điều này gây ảnh hưởng đến gia đình. Quý cô tuổi giáp tý sinh năm 1984, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý cô giáp tý sinh năm 1984. Quý cô thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của nữ tuổi Giáp Tý trong tháng 3 năm 2022 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ quý cô có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.